Dạ, mai chiếc chè bông. Xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. Cả nhà ơi, trước mặt chúng ta đây chính là một cái đám mai con quấn rễ. Hàng này thì phải nói là cây nó rất là to và rất là mập luôn cả nhà. Đó, chiều cao của nó là em dao động từ 55 cho đến 80 cm. Và gốc của nó đây cả nhà nhìn nè, gốc rất là to và rất là mập nha. Đó, và tất cả các đều cây đều được xử lý rễ hết nha cả nhà. Đây nè, đó, khi chúng ta kiểm khi nhận hàng, chúng ta được quyền kiểm tra hàng và sau đó chúng ta hãy môi rễ nha. Bởi vì rễ quấn nằm ở bên dưới nha cả nhà, nó không có lội lên trên nha. Đó, cây một số cây thì nó có ôm nhánh luôn, thích hợp cho chúng ta tòng tán thông luôn cả nhà nhìn nè. Ở đây chiều cao từ 55 cho đến 80 cm luôn nha. Đó, giá chỉ có 5.900 một cây thôi, quá trời là ưu đãi rồi cả nhà ơi. Gốc của nó là bằng đầu đũa ăn đi lên. Cây thì cành nhánh nè cả nhà nhìn nè. Ở đây cây cành nhánh rất là dữ luôn nè cả nhà nhìn ha. Ở đây giá có 5.900 thôi, còn chúng ta còn được bao phí vận chuyển nữa. Năm nay thì hàng mai con giá nó cực kỳ rẻ luôn á quý cô chú anh chị. Đó, rồi ngoài cái hàng 5.900 bên em còn có hàng 4.900 nữa. Trời ơi nè, 4.900 thì cây cao từ 40 cm đi lên ha. Đó, 40 cm đi lên. Đây 4.900 một cây luôn nha. Đó, cây nó cũng xanh tươi mượt mà luôn cả nhà ơi, rất là đẹp. Rồi ngoài đó thì em sẽ có cái hàng hình trái bí nha. Cái nãy thì rễ lộn xộn mà bây giờ là rễ trái bí nè. Đây, đa số là trái bí muối bự luôn nha. 3-4 muối nè cả nhà. Nhìn nè. 3-4 muối ha. Đó. Đây, nè nó lồi lên hết nha cả nhà ơi. Nói chung là đa số là 4 muối luôn á. Đó. Đây nè, cái hàng này em đang thanh lý giảm giá cho chúng ta nè. Trái bí tròn do luôn ha, chiều cao khoảng 40 cm đi lên. Giá bây giờ là có 6.000 một cây thôi cả nhà. Đế bí nè cả nhà nhìn ha. Bí hồi năm rồi em nói thiệt là từ phải 8.000 đến 10.000 luôn, năm nay người ta bán rẻ dữ lắm luôn á, cho nên là em cũng hạ giá thành theo quý cô chú anh chị ơi. Đó, năm nay rất là tiện lợi cho ai trồng mai ha. Đây, đó. Đó, cây thì sinh trưởng cực kỳ mạnh luôn. Đó, loại này thì có 6.000 một cây thôi cả nhà. Nếu chúng ta lấy 50 cây chúng ta sẽ được bao phí vận chuyển luôn ha. Rồi ngoài cái loại đó thì em sẽ có cái loại hình thú nữa trời. Đây là thú 100% là con thú không nha. Đây, cái này là 100% hình con thú. Đó, thú nè, rất là đẹp ha. Thú rất là đẹp luôn. Đó, 100% là hình con thú. Và cái chiều cao của nó cũng tầm khoảng 40 đi lên. Và hôm nay thì em cũng giảm giá cho chúng ta, giá là còn 6.000 cây thôi. Đồ này mập, rễ lầu lên hết trơn rồi. Mấy con thú nằm ở trên hết trơn luôn á cả nhà. Rồi ha, ai thích loại nào thì cứ alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.